Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 Của hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866 EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới 408-509-4480, 714-756-1070 Happy Jewelry chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889 Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. princesslife com Học khu Huntington Beach Union High School District TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, để bù thỏa đáng 714 Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 Good morning Little Saigon trong chương trình Cà Phê Sáng của ngày thứ năm 29 tháng 6 2023. Xin gửi lời chào toàn thể quý khán giả đang xem chương trình. À, miền Bắc California à, là đài 16.11, Houston, Texas là 27.6 và miền Nam California là 56.10 trên những băng tầng của TV bình thường. Còn nếu quý vị xem qua những nền tảng xã hội thì chúng tôi có ở trên Facebook, À, quý vị gõ vào Little Saigon TV tin Tức cũng như là ở trên uh, uh, Youtube ấy, là Little Gòn TV Official Thì uh, coi like giờ phút này cũng như là coi lại sau đó nhiều chương trình khác hơn Xin chào Lê Thái ngày hôm nay Dạ vâng, à, Lê Thái xin gửi lời chào đến quý vị nào đang theo dõi chương trình cũng như là em gửi lời chào đến anh Trường, trường Buổi sáng thứ uh, 29 tháng 6 là cuối tháng 6 gần tháng 7 rồi dạ vâng. Mà buổi sáng ra trời vẫn còn mát mát, lạnh lạnh giống như là mùa thu Dễ và nha khí tượng thì cho biết rằng là từ giờ đến cuối tuần chúng ta sẽ thấy nhiệt độ ba con số lý tưởng để cho uh, gọi là cuối tuần là có những ngày lễ sắp đến nữa. Mặc dù là thứ ba tuần sau mới là ngày lễ độc lập nhưng mà nhiều người đó thì người ta nghỉ gọi là liên hoàn luôn. Người ta Dễ nghỉ thứ bảy, chủ nhật rồi xin nghỉ ngày thứ hai, rồi thứ ba, rồi thứ tư mới đi làm lại, 4 ngày cuối tuần liên tiếp. À, chắc là quý vị nào ở tiểu bang xa về đây chơi trong những cái dịp cuối tuần đặc biệt là đang có cái uh, chợ đêm phước lộc thọ đó thì vậy? chắc là về đây trong dịp cuối tuần này à, chúc cho quý vị có được một uh, chuyến đi thượng lộ bình an về thăm Little sài gòn À, nói đúng ra người ta chỉ đợi những cái dịp mà lễ mà lớn cuối tuần như thế này Để người ta đúng lấy rồi. những cái ngày nghỉ, vacation Để mà chúng ta có thể có những cái long weekend Chúng ta có thể spend time với gia đình của chúng ta Rồi gia đình, bạn bè, tất cả mọi cái Và có thể ghé thăm tiểu bang California và xem chương trình Cà Phê Sáng Với Nguyễn Trường, với Lê <laughs> à, Nhắc đến chương trình ngày hôm nay thì à, sẵn Ngày hôm nay, buổi sáng nay thì chắc em phải, em phải nhờ anh Trường à, giải thích giùm em hộ là cái môi của Lê Thái thì thưa quý vị đáng lẽ là không nên nói trong chương trình nhưng mà Lê Thái cũng phải nói tại vì mình bị oan ức quá nhận được rất là nhiều cái comment ở dưới uh, trên hệ thống nền tảng YouTube của đài là có một số cô chú rất là quan tâm đến Lê Thái có nghĩa là để ý từng cái cách ăn mặc đến cái môi mà thật sự là thưa quý vị cái môi của Lê Thái hoàn toàn không có son mà cũng không có xăm không có gì cả tự động lên hình là nó đổi vậy và bình thường ở ngoài cũng đổi như vậy thành ra anh Trường Số ngày hôm qua là em cũng đã giải thích với anh trường trước rồi đúng không? em có nói anh trường à, nhìn vô màn ảnh kìa, cái môi em nó đỏ vậy đó mà em không có son nó lạ ha à, Lê Thái không có xâm môi và không không có bôi môi, so, môi son cũng không có chét phấn gì hết đó. nhưng mà <laughs> không tô son chét phấn gì hết đó nhưng mà khi mà lên hình đó quý vị nhìn thấy đó thì tôi thì nó bình thường nhưng mà Lê Thái thì cái môi nó lại bị đỏ hơn nhiều hơn thì có hỏi Lê Thái ủa sao sao nhưng trong hình mình lại nhìn thấy hai cái hình nó khác nhau thì uh, Lê Thái nói rằng là em chỉ có bôi cái gọi là cái... Um... Cái chống khô môi Vaseline đó. Chống khô môi Vaseline đó. Dạ vâng. Dạ vâng. đó. Nhưng mà cũng có thể tại vì cái đó. Nó cũng không có màu gì hết á. À. Mà đó nó không có màu nó... nhưng mà dạ... tại vì nó bóng đó. Dạ vâng. Cho nên nhiều khi ánh đèn nó chiếu vào nó cũng làm cho cái cái màu sắc nó bị thay đổi. Dạ vâng. Uh... By the way thì cũng cảm ơn quý vị. Vẫn uh, <laughs> lúc nào cũng quan tâm từng chi tiết rất là nhỏ của single viên chúng tôi. <laughs> à, đây kệ. Có dạ vâng. chút màu mè cho em nhỏ nó vui. <laughs> Nhưng mà ngày hôm nay thì Lê Thái chuẩn bị tin đầu tiên là tin gì? Dạ vâng, cái tin đầu tiên thưa quý vị, California của chúng ta đã thông qua một cái dự luật thưa quý vị Có nghĩa là uh, tiểu bang California từ xưa đến nay vẫn nổi tiếng là một cái nơi rất là dễ dàng Trong vấn đề mà chúng ta sử dụng tiêu thụ cần sa với mục đích là giải trí Và hiện nay thì uh, Thượng viện của California cũng đã thông qua một cái dự luật là mở, cho phép mở những cái quán cà phê cái quán ừ. cà phê này gọi là quán cà phê cần sa thưa quý vị. Và dự luật của California đã phê chuẩn uh, qua quốc hội thông qua những cái hợp pháp hóa các quán cà phê cần sa nơi mà chúng ta có thể mua và tiêu thụ cần sa và các cái sản phẩm nó liên quan đến cần sa cũng như là những cái sản phẩm thực phẩm và đồ uống khác. Ngày hôm qua thưa quý vị, thực Thượng, viện cũng đã bỏ phiếu thông qua cái dự luật Hạ viện 374 thông qua lần đọc thứ hai một ngày sau khi mà cái ủy ban về kinh doanh và nghề nghiệp phát triển kinh tế bỏ phiếu với tỷ lệ là 11.1 ủng hộ cái dự luật này và chỉ có 11 11 phiếu thuận và một phiếu chống mà thôi. Và thượng viện của California sẽ cần thông qua một cái dự luật khác lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng trước khi mà có thể gửi cho thống đốc bang California là ông Gavin Newsom trong ngày hôm nay. Và theo thông báo lập pháp của nó thì cái dự luật này thưa quý vị cũng đã được sửa đổi rất là nhiều để mà À, có thể là có cho ủy quyền cho các cơ quan tài phán của địa phương cho phép mà chuẩn bị hoặc là bán những cái sản phẩm thực phẩm đồ uống liên quan không có chứa cần sa như được chỉ định bởi một cái nhà bán lẻ hoặc là doanh nghiệp siêu nhỏ được cấp phép trong một cái khu vực nơi mà có thể tiêu thụ cần sa được phép và cái nơi này thưa quý vị được phép bán những cái đồ uống và thực phẩm đóng gói sẵn không chứa cần sa không chứa cồn alcohol bởi một cái nhà bán lẻ được cấp phép và đồng thời cũng cho phép và bán những cái vé xem nhạc sống mà quý vị hay mua chúng ta mua vé ở trong những cái cửa hàng nhỏ lẻ đó hoặc là những cái buổi concert, những cái buổi biểu diễn ca nhạc ở tại những cái cửa hàng khác. Và theo luật hiện hành của California thì các phòng mà tiêu thụ còn xa thưa quý vị không được phép bán thực phẩm mới chế biến và một cái thay đổi về quy tắc vào cái tháng 11 của năm ngoái á, là cho phép các phòng chờ cung cấp đồ ăn và đồ uống đóng gói sẵn trên cơ sở hạn chế nhưng không có đồ mới làm hoặc là đồ uống sẵn sàng để sử dụng mà không cần mở tức là chúng ta có thể vào trong quán cà phê chúng ta sử dụng cần sa ở một cái số quán mà nó đã được cấp phép ừ. có thể quý vị vào trong đó quý vị mua những cái đồ và những cái quán đó có thể là bán những cái đồ đóng gói sẵn nhưng những cái đồ này không chứa cà không cứ chứa cần sa không chứa alcohol và nó vẫn cho phép chúng ta có thể sử dụng ở trong những cái quán cà phê này. Và California của chúng ta đã thông qua hai lần cái dự luật này rồi. Và một cái lần cuối cùng để mà đưa lên thống đốc bang là ông Gavin Newsom vào ngày hôm nay. Trong khi đó, quay qua một bản tin khác thì một người phụ nữ gốc Việt, cô Khanh Phan bị 45 năm tù vì giết chết người bạn trai cũ. Khi vụ giết chết người bạn trai cũ này ở Texas, thưa quý vị, Uh, Blackie là người bạn trai cũ của cô. Uh, cái câu chuyện xảy ra đó là hai người hò hẹn với nhau và là tình nhân của nhau. Uh, cuối tháng 7 năm 2021 thì hai người chia tay. Sau đó thì cái anh Jeffrey Black mới phát hiện ra là cô này vẫn thường xuyên theo dõi mình sau khi chia tay và có những lời đe dọa thì anh ta mới gọi cảnh sát và báo với cảnh sát. Thì khi cảnh sát tới nơi đó thì họ đưa ra những chứng từ nói rằng là cô này theo dõi anh chàng này cũng như là không nên tới gần cái cái chung cư mà anh chàng này đang ở. Cô này nói rằng là tôi không biết tiếng Anh. Đó, chúng tôi rất là dở tiếng Anh cho nên làm bộ như là không hiểu. Đó. Thì khi mà cảnh sát đi rồi đó thì cô này tiếp tục tới quấy rối anh này có một lần hai người đụng mặt nhau ở một nhà hàng và anh này thì đang ngồi với lại một phụ nữ khác cô này kéo tới và làm âm rum beng ở chỗ đó lên anh chàng Jeffrey Blake này mới bỏ đi đó bỏ đi xong rồi thì cô này vẫn tiếp tục đi theo đó thì anh chàng Jeffrey Blake lại tiếp tục báo với cảnh sát rằng là cô này cô vẫn còn đi theo tôi, cô rình rập tôi rồi cô đe dọa tôi, cô gọi điện thoại, cô nhắn, cô này nhiều lắm này kia thì khi mà anh chàng này báo cảnh sát xong rồi chuyện gì xảy ra sau đó thì mời quý vị cùng quay lại sau một ít phút thông tin thương, thương mại bảo trợ cho cà phê sáng hôm nay Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319-princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District TMN Insurance Xe và nhà giá rẻ Hãng bảo hiểm tốt Để bù thỏa đáng 714-741-2008 Vé về Việt Nam giá rẻ Gọi ngay MangoTours 866-435-9746 Kể lại với phần 2 của cà phê sáng ngày hôm nay thì thôi với quý vị trước phần quảng cáo chúng ta đang nói về cô gái gốc Việt Khanh Phan 48 tuổi bị xét xử và cô nhận tội về tội giết người trước tòa án và bị xử là 45 năm tù sau khi giết chết người bạn trai cũ. À cái câu chuyện đó là xảy ra vào ngày 15 tháng 8 của năm 2021 thì trước đó 5 ngày cô này và anh ta gặp nhau tại một cái nhà hàng vô tình anh này đang ngồi với lại một phụ nữ khác và cái cô này tới quấy rối và nói rằng là Tại sao chia tay rồi này kia làm rùm ben lên ở nhà hàng đó. Anh chàng này mới về à, sau cái sự việc đó báo cáo với lại cảnh sát và nói rằng là tôi lúc nào hình như cũng đang bị theo dõi và bị quấy rối cho nên tôi xin một cái trát tòa à, hay là xin cảnh sát nói với cô ta là không nên theo dõi tôi, không nên rình rập tôi. Thì tòa lúc bây giờ đó thì cái vụ trước đó xảy ra những cái trước đó xảy ra thì cô này cô nói là không biết tiếng Anh cho nên cái lần vừa rồi thì cái cô này mới được một cảnh sát viên người Việt tới giải thích rõ ràng là sau khi chia tay rồi là cô không có nên quấy rối cái người bạn cũ của mình nữa không nên đi theo rình rập này kia nữa cô có biết không đó là, là luật pháp được bảo vệ như là như vậy như vậy cô này cô nói cô 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 nghe xong cô nói là ô oh, tôi hiểu rồi không được như vậy nữa nhưng mà tôi hỏi ông một câu Tức là cái cô này hỏi ông cảnh sát gốc Việt Lỡ mà tôi với anh ấy gặp Vô tình gặp nhau ở hoa mạc Thì có bị tội gì hay không Đó Thì anh cảnh sát gốc Việt nói Vô tình thì không có chuyện gì xảy ra hết Nhưng mà cô đừng có tới mà nắm áo Rồi tới giằng co hay là tới Chửi bới này kia đó Thì cái đó là cái chuyện khác nữa Thế thì 5 ngày sau khi Cái vụ việc xảy ra Ở một cái nhà hàng cô này liên lạc lại với anh người bạn cũ đó, Jeffrey Blake, nói rằng là hai đứa mình cần phải ngồi xuống nói chuyện với nhau và hẹn nhau ra một cái hoa mạc gần nhà. đó, <laughs> à, cảnh sát địa phương nhận được tin báo là có một vụ nổ súng ở phía sau của một bãi đậu xe của một cái tiệm hoa mạc ở bên Texas. Và cảnh sát tới nơi thì thấy anh Jeffrey Blake bị bắn một phát chết ngay trên ghế tài xế còn cô này thì ngồi kế bên mà có cầm cái súng. đó trong cái cuộc điều tra đó đó thì cảnh sát tìm thấy là trong xe của anh này dưới cái thảm lót chân đó có một cái máy định vị là biết xe này đi đâu ở đâu. Đó. rồi khi mà kiểm tra cái điện thoại của cô này thì thấy trên đó đầy những cái video đi theo dõi tức là cô vừa đi vừa quay xe anh này đi vô đâu tới đâu làm gì làm gì. đó và lên mạng internet thì cô này cũng có tìm hiểu luật Mua súng làm sao cho hợp lệ nè, rồi cách giết người làm sao nè, rồi nếu mà bắn một người bạn trai cũ đó, mà đã chia tay rồi đó thì có bị tội nặng hay là không này kia nữa, chứ là lên cố lên rồi, Google có Google hỏi search. hết. Đó, thì, oh thì thưa quý vị, sau cái 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 sau những cái ngày mà à, điều tra như vậy đó ừ. thì cảnh sát bắt giữ cô rồi à, tới à, trong tuần lễ vừa qua thì tuyên án cô tại vì cô nói rằng là tôi nhận tội hết chứ tôi không có phủ nhận những cái tội gì của mình đã làm. Và tòa tuyên án cô là 45 năm tù. Đó, thì cái cái chuyện này đây thì cảnh sát nói rằng là chúng tôi muốn nói lên là cái bảo vệ những cặp hôn nhân, những cặp bồ bịch nào mà sau khi đã chia tay rồi thì không nên quấy rối những cái người cũ của mình. Kể cả đàn ông, kể cả đàn bà, đó, kể cả phụ nữ hay thanh niên cũng vậy nữa. Tức là sau khi chia tay rồi đường ai nấy đi à, You go sugar you and me go sugar me Đường ai nấy đi chứ đừng có mà vậy. theo dõi người ta Rồi bắt đầu gọi điện thoại rồi hắm dọa hay là Ê đừng có bột mới nha này cái gì đó như vậy Thì đó là những cái luật mà người ta bảo vệ Những cái những, những cái chuyện gì nó sẽ Người ta nói, nói rằng là chuyện xấu nó có thể xảy ra khi mà mình nóng lên đó Tức là mình thấy người ta đi với người mới trời ơi mới chia tay xong rồi mà lại đi với người mới ngay lập tức thì như vậy đi đó rồi nóng lên rồi làm những cái chuyện mà không suy nghĩ cho nên đó nó cũng là một cái cách mà cảnh sát nói rằng là luật lệ có có luật để bảo vệ những cái trường hợp nó xảy ra như vậy đâu phải là chỉ có phụ nữ bị đàn ông bảo hành không đâu ừ. bên mỹ chúng ta thấy rất là nhiều nhàn nhãn những cái trường hợp là đàn ông bị phụ nữ bảo hành bởi bị bảo hành bởi phụ nữ và bằng chứng là quý vị thấy là trong những cái mối hôn nhân trong cái cuộc sống gia đình này nọ thì đồng ý với anh là từng à, ai nó đi nhưng cô đôi lúc có một cái số người ở trong cái đầu người ta, ta cái suy nghĩ của người ta nó hình thức là nó bị giống gần như là người ta bị quá ghen và quá mù quáng cộng với lại giống như một chút xíu biến thái và nó giống như một cái cái cái, cái bản ngã trong người nó quá ác đi Thật ra người ta bộc phát cái đó lên người ta thể hiện qua cái hành động mà cũng xui rủi cho anh này quá xui thương anh. thường đó nghe thái thường thường đó thì à, những người mà người ta quá nóng nảy lên đó là thường thường người ta có cái suy nghĩ là mình bị lợi dụng cái chỗ nào đó, ừ. mình lợi dụng về tiền bạc, mình lợi dụng về thể xác, mình ừ. bị lợi dụng gì cái gì đó, giờ mình phải trả thù, tức quá đi, nó, nó ăn hết tiền của mình rồi, <laughs> ừ. giờ nó bỏ mình, hay là nó nó nó, nó gì đó đó đó, à. thì đó có những người mà người ta ừ, suy nghĩ là người ta bị lợi dụng bởi một cái gì đó, cho nên người ta tức ừ. lên và người ta nóng, người ta muốn trả thù ngay, không ăn được thì đạp đổ. Ừ. <laughs> à, và trên màn ảnh thì à, xin à... Quý vị thấy trên màn ảnh có cái tay chai tương ớt Sriracha thưa quý vị. À, đây là một trong những cái món hàng đắt đỏ nhất hiện nay theo như Lê Thái biết. À, ở miền Nam California của chúng ta thì phải nói là nó đắt nhất. Xong rồi là toàn tiểu bang California là nó, nó nó nó, giới hạn rộng ra chút xíu. Ừ. Nhưng mà toàn những cái tiểu bang Hoa Kỳ mà nơi có những người Việt sinh sống nói riêng cũng như là một số những người Mỹ, Mỹ, là Mỹ nè cũng rất là ăn thích ăn cái tương ớt Sriracha này thưa quý vị. Và hiện nay thì một cái chai tương ớt Sriracha này ở trong Walmart mà chai nhỏ nhỏ đó nó ngót nghét là 40 đồng Mà quý vị muốn tìm có một chai ăn không có mà ăn à, Cái chai lớn hơn với giá là 70 đồng và à, cách đây khoảng chừng 3-4 tháng thì à, tương ớt Sriracha nó trở nên nó khan hiếm đi thưa quý vị Bởi vì cái nhà máy Huy Phong đây là một trong những cái cái hãng cái hãng sữa mà rất là nổi tiếng của một cái người người Việt, người Mỹ gốc Việt của chúng ta đã mở ra cái hãng này khi mà đã định cư ở Hoa Kỳ rất là nhiều năm trước, hàng chục năm qua rồi thì ông mở cái cơ sở này và rất là nổi tiếng và gây nên tên tuổi trên toàn nước Mỹ luôn cũng như là thế giới. Ở Việt Nam của chúng ta thì một số người vẫn hay ăn cái chai tư ớt Sriracha ra này bởi từ những cái người bên đây sách tay đem về. À, bà má vợ em mỗi lần mà muốn đi về Việt Nam mà chơi thăm người thân ấy thì mua cả thùng 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 này thùng nọ luôn thưa quý vị rất là nặng ký nhưng mà cho những cái người họ hàng bà con của chúng ta một chai tương ớt thôi nhưng mà người ta ăn người ta rất là quý người ta rất là thích như vậy Thưa, thưa quý vị, à, hiện nay thì cư dân ở California của chúng ta đang cố gắng hết sức để mà có được những cái chai tương ớt trà này trong cái bối cảnh mà rất là khan hiếm. Và nước sốt trà của tập đoàn Huy Phong nó đã khó tìm kể từ năm ngoái rồi khi các sản phẩm và nhà sản xuất người ta thông báo là thiếu cái nguồn cung cấp do hạn hán ở Mexico gây ra và cái tình trạng là cái thiếu ớt là à, chalapeno. Đây là một cái loài ớt đỏ mà rất là nổi tiếng chúng ta thấy rất là dễ mua ở phía ngoài nhưng đặc biệt á, thì cái nhà máy Huy Phong này người ta phải là chọn và trồng đúng cái loại ớt đó của người ta thì người ta mới chấp nhận là sản xuất bởi cái cái nguyên liệu của mình chứ không có đi nhập về mỗi một cái nguyên liệu nào khác tại vì đã có thử làm rồi và khi người ta nhập những cái ớt khác cũng y chang như vậy cũng loại đó luôn nhưng mà nó không ra được cái mùi vị đúng như mà cái ớt mà của tập đoàn Huy Phong này người ta đã trồng trong quá khứ và theo một cái báo cáo thưa quý vị hiện nay thì à, ở trên tờ Los Angeles Times, ấy, tại một cái khu chợ ở, ở Alhambra, cái nước sốt, sốt này nó đã bán hết sạch trong vòng một ngày khi mà cái cửa hàng này nhận được một cái lô hàng. Và người ta thông báo lên cái chợ là hôm nay chúng tôi có một cái lô hàng từ ớt la trà. Và quý vị thấy không, từ năm sáu giờ sáng thì đã có hàng trăm người, người ta ghét la like dài giống như là người ta mua đồ ở Black Friday vậy y chang như vậy. Và chưa đầy trong vòng một giờ đồng hồ thôi, đã hít sạch cái lô hàng này không còn một chai tương ớt nào ở trong cái cửa hàng ở Alhambra này và ở cái phía bên mà à, cái vùng vịnh là phía bên mà bên, bên bên cái bờ 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 đông đó thưa quý vị thì cái một số người yêu thích cái tương ớt sriracha này người ta cũng rất là tuyệt vọng bởi vì à, một số nhà hàng bán phở một số cơ sở thương mại của người Việt Nam của mình restaurant của người Việt Nam mình vẫn hay sử dụng cái chai tương đen và cái tương ớt sriracha này để chúng ta bán cho thực khách. Và nếu như mà quý vị nào đã từng ăn thương tương ớt này rồi, người Việt Nam của chúng ta tại Hoa Kỳ thì rất là ghiền cái này. Mà thật sự là bây giờ mà Lê Thái nhìn những cái chai này để trên màn hình đó thì cũng chảy nước miếng. Tại vì hôm nay là em đang ăn củ Cholimex cùng không? à không có tương ớt con gà sriracha thì mình ăn uh, cái gì đó uh, Cholimex nè hay là cái gì chi chi su chi gì đó thì cũng được hết nhưng mà với quý vị công ty Huy Phong đó thì trên một cái bản thông báo hồi tháng 4 năm ngoái nha là năm 2022 thì họ nói rằng là vì cái mùa gạch ớt ở bên Mỹ Tây Cơ đó nó bị thất mùa cho nên hạn hán nè rồi nó có nhiều cái ảnh hưởng về thời tiết khiến cho ớt không thể thu hoạch được nó sẽ làm giảm cái tốc độ mà À, cung ứng cho thị trường cái loại tương ớt này không phải chỉ có nhà hàng phở của Việt Nam mình mới có loại tương ớt sriracha hay là ăn có loại này mà những đầu bếp nổi tiếng trên thế giới cũng dùng cái loại tương ớt này kể cả một số những nhà hàng lớn của Mỹ cũng xài tương ớt này thí dụ như là mật Dano đi quý vị order một cái bánh hamburger mà cay đó thì họ cũng có để trong đó là tương ớt sriracha được sử dụng ở trong cái cái bánh hamburger đó cho nên rất là nhiều nơi họ dùng cái tương ớt sriracha cho nên trong cái bản tin này đó thì tôi có vừa mới kể cho Lê Thái nghe một cái câu chuyện rất là thú vị, tưởng ôm Mày, hàng đúng không? <laughs> tưởng là ôm hàng bán vội đi nhưng mà không ngờ sau đó mình đã gọi là bỏ qua cơ hội. thì uh, câu chuyện đó như thế nào thì chắc là thôi khỏi khỏi kể ra ở đây nó dài dòng lắm. chúng ta sẽ quay trở lại với uh, cà phê sáng sau một ít phút thông tin thương, thương mại bảo trợ cho cà phê sáng hôm nay. Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim thư Jewelry Nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 Của hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 Và 714-657-7866 EV Princess Cosmetics Sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ Trên toàn thế giới 408-509-4480 714-756-1070 Happy 2Easy Chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng Sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 Và 714-487-7889 sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. princesslife com Học khu Huntington Beach Union High School District TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đề bù thỏa đáng 714 Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 Cảm ơn quý vị với dưới làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng với Nguyễn Trường và Lê Thái. Kính thưa quý vị. Ngày à... mai, ngày mai tôi đang nhìn cái hình tôi thấy cái môi của Lê Đại Thái màu đỏ đó. Dạ. Yeah. Thì có người nói rằng là Lê Thái uh, ngày mai lên trên chương trình Cà Phê Sáng không bôi Vaseline nữa coi không sao. Bôi... Ok, em nên chắc... ngày mai thì mình đổi đi. Ngày mai, ngày mai Lê Thái sẽ không bôi Vaseline nữa mà tôi sẽ bôi Vaseline. <laughs> <laughs> để, để coi trên hình nó có khác cái gì hay không. Ok, ok. Rồi, Nhớ ngày mai mình, như mình làm như vậy. Rồi. Anh đưa đến ừ. bạn tôi đã cắt ngay anh hỏi vô cái hết hồn. Giờ mình cảm ơn anh Trường cũng như là cảm ơn quý vị khán giả nào nhắn tin cho anh Trường ngay trên sóng live luôn thưa quý vị. À, thưa quý vị, đi máy bay khi mà ừ. chúng ta bước lên máy bay rồi gọi là người ta gọi là nhất chính nhiệm vụ dùng đúng từ vui vui có nghĩa là một là bay tới nơi hay là cũng cũng là con là lên máy bay thì nó rất lúc nào ai cũng trong cái cảm giác rất phập phồng lo sợ nhưng mà nói về những cái tai nạn đường hàng không á với lại cái tai nạn đường bộ đó thì cái xác suất tai nạn đường bộ lúc nào cái người tử vong nó cũng cao hơn rất là nhiều và đúng cái sát rồi xác suất mà tử vong bởi tai nạn hàng không á, thì nó rất là ít thứ vị giống như là bị sát đánh vậy nó rất là hiếm hoi lâu lâu mình mới thấy có một cái tin máy bay gặp trục trặc dạ yeah, ừ. lâu lâu thôi nhưng mà ngày hôm qua thưa quý vị thì có một cái thông tin về máy bay của hãng Delta thưa quý vị à, Một chiếc máy bay của hãng Delta đã hạ cánh được rất là may mắn là an toàn Khi mà một cái thiết bị hạ cánh là cái bánh trước của cái máy bay này Nó đã bị hư và không thể nào mở ra được à, Đây là một cái vụ mà nó xảy ra tại ngay phía trước à, sân bay quốc tế của Charles Dulles Ở phía Bắc Carolina Và hãng hàng không này cho biết là không có một cái thương tích nào được báo cáo giữa hai cái phi công À, tiếp viên hàng không hay là chưa đại viên à, cùng với lại 96 hành khách trên cái chuyến bay này và cái chiếc Boeing 717 này vẫn nằm trên đường băng mà sau khi mà cái sự cố máy móc nó bị à, hư hỏng ở phía trước và tất cả hành khách cũng đã được sơ tán. À, chuyến bay này đã rời từ à, tiểu bang Atlanta vào sáng sớm ngày hôm qua trong một cái tuyên bố gửi cho tờ của tờ báo BBC và cái hãng hàng không Delta gọi cái sự kiện này xảy ra vào buổi sáng là một cái sự kiện vô cùng hiếm hoi bởi vì nó không bao giờ nó xảy ra như thế này và người ta cũng đã kiểm tra rất là nhiều trước cái chuyến bay này rồi nhưng mà khi mà cái tình huống này xảy ra thì cũng khiến cho những người phi công người ta cũng vô cùng bất ngờ và cái chuyến bay này là cái chuyến bay 1092 à, hạ cánh an toàn nhưng mà không có một cái thiệt hại thương vong gì về người cũng như là tất cả mọi người ở trên chuyến bay cũng như là phi hành đoàn và cái trọng tâm của hãng máy bay Delta hiện nay là người ta đang chăm sóc về tâm lý cũng như là đưa những cái hành lý và di chuyển những cái người À, hành khách này từ trên máy bay người ta đi di chuyển đến nơi an toàn cũng như là một số người thì chưa đến nơi thì người ta vẫn có được một à, cái hãng này bố trí những cái phòng khách sạn để mà cho ở qua đêm và dẫn lời của tạp chí đăng trên CBS News ngày hôm qua thưa quý vị thì phi công người ta nói rằng là khi mà ông đang di chuyển cái chuyến bay này ông đang bay ông đang lái cái máy bay này thì tự nhiên là ông cảm giác là nhìn ở trên cái màn hình đó thì nó báo cái hồng hốc ở phía trước cái bộ phận mà à, cái máy cái bánh ở phía trước cái mũi máy bay thì ông mới phát cái tín hiệu về với lại radar là nói rằng là cái dấu hiệu không an toàn ở cái mũi máy bay và tuyên bố tình trạng khẩn cấp và báo với lại cái không lưu rằng là chỉ còn có khoảng là máy bay xăng được đủ dùng trong 50 phút mà thôi và hiện có là 104 người trên chuyến bay này thì lập tức là thì cái hãng mà không lưu đó, cái cái cơ quan không lưu ở trên đó người ta mới nói là bây giờ vẫn tiếp tục hạ cánh và khi mà với cái kinh nghiệm dày dặn của hai cái viên phi công này cũng với lại những cái thành viên phi hành đoàn những cái người điều đại viên ở trên máy bay thì người ta cũng trấn an những cái người khách và cũng dặn dò trước khi hạ cánh và thưa quý vị rất là may mắn bởi vì cái chuyến bay hạ cánh an toàn vào ngày hôm qua uh, xuống với lại sân bay của uh, Charles thưa quý vị đây là một cái thông tin mà chúng ta thấy cũng hơi lo nhưng mà cũng rất là vui bởi vì với những cái kinh nghiệm bay xuất sắc của những cái phi công đã có những cái kinh nghiệm bay rất là lâu rồi thì một phần nào đó thì nó cũng cản trở được cái sự cố mà đáng tiếc xảy ra ở trên những cái chuyến bay đúng không anh Trừ? đúng rồi tại vì đó uh, khi mà lên bước lên trên máy bay mình ngồi rồi mình chờ đi đâu đó, đó cái cảm giác của mình đó thì thường theo như lý thuyết nha cái nguy hiểm nhất mà khi đi máy bay đó là lúc máy bay vừa Cách cánh lên hoặc là hạ cánh xuống hai cái khúc đó đó là cái khúc mà nguy hiểm nhất tại vì cái người phi công phải là thật giỏi cũng như là có những cái độ mà người ta phải canh rất là chính xác làm sao máy bay chạm vào đường băng khi đáp xuống nhẹ nhàng hay là kết cánh lên đúng mà cái cái, cái tốc độ hay là cái cái um, gọi là cái um, sức gió. lúc sức này kia đó dạ. nó lên xuống Đấy. như thế nào dạ vâng. cho nên Lê Thái để ý nha, mình ngồi mà gần cái cánh máy bay đó mình thấy đó, nhiều khi cái cánh máy bay nó 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 lên để nó cản gió hay là nó xuống để mà nó có tiếp nó được đẩy mạnh hơn nữa này. Cho nên cái đó cũng là một cái mà khi người ta học về phi công thì người ta sẽ biết rành về những cái đó hơn. Cho nên khi máy bay mà đã bay lên trên trời cao rồi và 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 ở cái tốc độ rất rất bình thường rồi đó thì không còn lo ngại gì nữa hết chỉ có lúc là đáp xuống và lúc mà kết cánh lên là lúc đó là hai cái lúc nguy hiểm nhất mà thôi cho nên thường những cái trục trặc mà xảy ra đối với lại hàng không đó là ngay ngay cái chỗ đó cái chỗ mà vừa kết cánh lên hay là chuẩn bị hạ cánh xuống là lúc đó là lúc nguy hiểm nhất có nhiều khi đó tôi đi những hãng máy bay lúc mà đáp xuống có nhiều chiếc nó êm lên đó mình mình không biết là nó chạm vào đường băng rồi nữa yeah. không biết luôn để có những có những chuyến bay nha mà lúc đáp xuống á nó lắc nó giật ở trên máy bay người ta hoảng hồn nó người ta nói chứ ô ô chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra đó yeah. là những cái lúc cái mà nó nó, yeah. nó gặp những cái sự cố như vậy nhưng mà Lê thái thường thường tôi tôi thì tôi đi máy bay cũng nhiều nha à, thì tôi thích uh, boeing hay là airbus có nhiều người hỏi airbus máy bay làm từ hãng Airbus ra đó với lại hãng máy bay mà làm từ Boeing ra đó thì hai hãng máy bay nó như thế nào thì thường nha quý vị đi máy bay mới thì, thì nó khó cảm giác là feel good đi máy bay mới thôi tức là máy bay đó mới toanh à, Thí dụ vậy mới được giao xong là máy bay có một hai chuyến gì thôi đó thì máy bay nó còn mới lắm thì mình thích hơn nhưng mà có những chuyến những cái um, chiếc máy bay đó đã sử dụng qua 5 năm hoặc 10 năm thì trên đó nó cũng cũ rồi đó thì nhưng mà nếu mà so sánh đó, tôi thấy hai hãng đó nó cũng giống nhau à, nhau. à hai hãng đó trên máy bay nó cũng cái uh, ghế ngồi của mình hay là cái uh, tiện nghi hay là những cái gì đó mà hệ thống giải trí này kia đó nó cũng giống như nhau thôi. À, ngoài lại chút xíu thôi à, ừ. dành một, một vài giây thưa quý vị nói về cái, cái kinh nghiệm bay cái kinh nghiệm đi máy bay em sợ nhất là đi bay qua Indonesia rồi từ ngay Jakarta mà bay qua đảo Bali em đi một lần đến già em sợ luôn em rất là sợ khi những cái chuyến bay nhỏ mà từ ngay chỗ thủ đô Jakarta của Indonesia mà bay qua đảo Bali khủng khiếp luôn, nó mất độ cao liên tục luôn và không phải là riêng cái chuyến bay của Lê oh. Thái đi lúc đó mà rất là nhiều những cái chuyến bay từ Jakarta nó bay qua Bali thì không biết là cái thời tiết với lại cái, cái 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 gọi là cái không lưu ở ở ở cái cái đoạn đường đó người ta bay như thế nào hoặc là cái thời tiết và cái cái, cái gọi là cái, không quên tiếng Việt rồi à, thì nó không nó, nó nó liên quan đến hàng không như thế nào nhưng mà nhiều cái chuyến bay người ta cũng bị mất độ cao khi bay từ thủ đô Jakarta bay qua đảo Bali và bay bay về em sợ lắm luôn cái cảm giác mà thoát ruột đó khi mà máy bay mất độ ca, thí dụ đang bay cái tức như vậy tự nhiên nó hạ xuống một cách thật là nhanh chóng mà trong vòng 10 giây hay 5 giây thôi mà hạ xuống bao nhiêu feet thí dụ vậy đi nó bị chục lần như vậy đó à, Làm sợ không? trời ơi là cái ruột mình cứ thoát lên thoát lên thoát lên thì uh, máy bay mà rung lắc á thì Được. mình không có sợ máy bay rung lắc thì lúc nào cũng vậy đó phi uh, cơ trưởng ngồi ở trên đó thông báo cho mọi người biết rằng là máy bay đang qua, bay qua vùng bị nhiễu sóng hay gì là bay ừ. qua cái vùng bị uh, bị ảnh hưởng thời tiết rồi. gì đó cho nên máy bay nó rung rung lắc lắc này nè thì không sao nhưng mà máy bay mà đang bay mà nó cứ rớt rồi nó rớt độ cao như vậy đó ồ oh cái đó sợ lúc lắm. đó là, là mà không biết chuyện gì xảy ra luôn em đi chứ nói một lần em nhớ đời sợ lắm luôn mày không máy bay đó là máy bay có hai động cơ hay bốn động cơ à, hai động cơ hai hả? động cơ dạ. mà có cái cánh quạt ở trên không dạ không không có cánh quạt ở trên tại vì một số những những nước uh, ở đông nam á vẫn còn sử, sử dụng những loại máy bay dạ, mà... có hai cái cánh <laughs> quạt nó quay quay đó tôi sợ đi cái máy bay người đó người ta gọi là bánh cái máy bay chuồn chuồng à, đúng không hả không dạ đúng rồi cái máy bay mà cái cánh <laughs> nó nằm phía ngoài luôn người ta gọi là máy bay chuồng <laughs> chuồng khi mà hồi đó xưa mà ở từ ngay chỗ uh, sài gòn mà bay qua phú quốc người ta vẫn sử dụng cái máy à. bay đó à, chúng tôi sẽ quay trở lại với cà phê sáng sau một ít phút thông tin thương, thương mại Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 sáu 1070 Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. princesslife com Học khu Huntington Beach Union High School District TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714 Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 Cảm ơn quý vị vừa dưới làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng với Nguyễn Trường và Lê Thái. Kính thưa quý vị, chỉ còn có vài ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ đón một cái ngày lễ lớn nhất trong năm, đó là ngày lễ độc lập July 4 ở Hoa Kỳ. À, nói đến cái ngày này thì rất là nhiều nơi người ta tổ chức những cái buổi party đặc biệt. Thưa quý vị, đó là những cái buổi parade. Nó nằm ở trên những cái cung đường rất là quan trọng cũng như là nơi mà đã thu hút rất là nhiều những người dân ở từ khắp những cái tiểu bang ở không riêng ở tiểu bang California nhưng ngày hôm nay thì Lê Thái đưa đến quý vị về các thông tin ở Huntington thưa quý vị đây là một trong những cái nơi uh, Huntington Beach một cái địa điểm mà hàng hàng năm như quý vị cũng đã biết là chúng ta vẫn hay tập trung vào cái ngày lễ lớn là ngày lễ July 4 để mà chúng ta uh, celebration rồi chúng ta xem những cái cuộc mà diễu hành ở nơi đây và ngày hôm nay thì Lê Thái đến làm uh, nói cho quý vị là cái buổi lễ này sẽ diễn ra vào ngày thứ ba uh, tuần sau và đây là một nơi uh, diễn ra cái buổi lễ mà quan trọng hàng năm của mà chúng ta những người dân gần nhất ở khu Orange County của mình chúng ta có thể ra uh, biển Huntington Beach để mà chúng ta uh, dự buổi lễ thứ 119 này và đây sẽ là một cái buổi lễ bao gồm là các ban nhạc diễu hành uh, xe diễu hành rất là nhiều màu sắc thú vị uh, và những cái cống phẩm quân sự và rất là nhiều cái uh, lá cờ và những cái sản phẩm À, những cái màu cờ sắc áo mà của Hoa Kỳ chúng ta nó nói lên cái tinh thần mà yêu quốc gia yêu um, yêu đất nước của chúng ta ngày ngày hôm chủ đề sắp tới à, có một cái điểm sáng trong cái cuộc diễu hành này là thưa quý vị đó là rất là nhiều người dân của chúng ta ra và những cái người dân biểu của tiểu bang cũng có những người chức sắc ở trong cộng đồng cũng có và những uh, những người mà có làm Uh, bảo trợ cho những cái cơ quan những cái business đã uh, cùng đồng hành với lại những cái thành phố uh, Orange County nói riêng cũng như là ở Huntington Beach nói chung. Và cái tuyến đường dài 2.5 dặm này bắt đầu trên đường cao tốc ở uh, bờ biển của Thái Bình Dương và đi qua uh, cái bến tàu cái pier của Huntington Beach và đi vào con đường chính là con đường Main và cuộc diễu hành này sẽ do ông David Ono và Colleen Sullivan tổ chức thứ ba lúc bắt đầu à, bắt đầu lúc 10 giờ sáng ngày thứ ba nha quý vị và chúng ta có thể xem trực tiếp ở trên đài ABC7 và trên ứng dụng phát trực tuyến của à, đài ABC7 ở Los Angeles và Fire Fire TV, Apple TV và Google TV luôn là có truyền hình trực tiếp ở trên những cái đài đó và những cái kênh à, đó mà chúng ta có thể chúng ta coi nếu như mà chúng ta không ra đây được và nhớ là khi mà quý vị ra đây rồi vào 10 giờ sáng nó bắt đầu đó thì chắc chắn là phải có mặt ở đây khoảng 5 giờ sáng bắt buộc không có chỗ đậu xe, không có chỗ đậu xe, không có chỗ đi nếu như mà chúng ta để có mà dự định mà chúng ta mà <laughs> đi mà ăn bờ, bờ ăn ở ngoài biển đó, chúng ta cắm trại ngoài biển và chúng ta barbecue ngoài biển đó thì quý vị có thể là đi từ 5 đến 6 giờ sáng còn không get line rất là dài và chuẩn bị cái phí đậu xe năm ngoái thì lê thái cũng cái phí đậu xe cũng như ba chục đồng vậy em không nhớ đúng rồi hai ba chục hai ba chục đồng thì năm ngoái đó mà phải mà trời ơi get line nó khủng khiếp luôn mà ở ngoài cái ngoài cái là vệ đường hồi nãy uh, lê thái có nhắc tới là cao tốc dọc theo bờ biển thì đó là Pacific Coast Highway à, cho nên thưa với quý vị uh, cái con đường đó đó thì lúc nào năm nào họ cũng tổ chức có những năm mà dịch bệnh thì không có tổ chức thôi thì đi tới cái cầu mà chúng ta thấy đi ra ngoài táo người ta đang câu cá đó là Huntington Beach Pier đó thì đó là cái nơi mà rồi sau đó quẹo vào đường men đó thì uh... nhưng mà ngày hôm nay đó thì hôm qua nha tôi đọc tờ OC Register yeah. thì họ để là 10 thành phố ở Orange County cho phép chúng ta chơi pháo bông. Hôm nay họ sửa lại là 11 lên lên một thành phố rồi. À không biết là thêm thành phố nào tại vì tối qua tối nay tôi nhìn tôi đọc hòa tôi không biết thêm thành phố nào tại vì cái bài mà 10 thành phố họ lấy ra rồi yeah. bây giờ cho nên chỉ còn bây giờ là 11 thành phố đó thì ở đây có Anaheim có Bonaparte có Costa Mesa có Fullerton có Garden Grove có rồi Huntington Beach đặc biệt nha Huntington Beach được phép chơi pháo bông nhưng không được chơi ở biển và những nơi công cộng. Ừ. Mình không có được mua là cái mình ra ngoài bãi cát ngoài kia mình chơi nha, không được. Đó, ừ. ngoài biển là không được rồi đó. Los Alamitos được nè, Santa Ana được nè, Stanton được nè, Villa Park nè, Westminster nè, đó như vậy là Westminster, Garden Grove, Santa Ana, những nơi mà gần gần mình Huntington Beach nè, đó thì chơi được. Uh, Fullerton cũng được, có Tamiza cũng được, không có Fountain Valley. Rồi, dạ vâng. Bây giờ qua một cái bản tin khác gửi đến quý vị ngày hôm nay trên hình ảnh đây là một người đàn ông mới đầu được nhận việc thì ông ta nói rằng là wow mình được vô một công ty lớn làm việc nha thoải mái lương bổng cao nhiều cái điều quyền lợi của mình được nhiều này kia làm việc như vậy là thích lắm rồi nhưng mà không lâu sau đó ông mới thấy cái công việc của mình là là như đang bị tra tấn ông làm việc gì không biết người duyệt những cái bài đăng trên Facebook. Wow. Wow, cái câu chuyện này nó cũng khá thú vị. Hiện nay thì người ta đang có những cái vụ kiện tập thể kiện tới công ty Facebook hay là công ty mẹ là công ty Meta. Những cái người mà ngồi duyệt những cái bài đó, thí dụ như làm chúng ta vừa đăng một cái bài gì đó lên Facebook, thì những người này là những người coi đầu tiên hết. Họ thấy ngay, à, à bấm OK là cái bài đó sẽ được vô Facebook mà mọi người sẽ nhìn thấy. Những cái người duyệt này họ coi nội dung cái cái mình viết là gì, video mình gửi lên là gì, hình ảnh mình gửi lên là gì, cái nào nó phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng và cái nào nó không phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng. Mới đầu lúc vô nhận việc thì những người này sống cái cái hình này là cái hình minh họa cho một ông làm về cái nghề gọi là duyệt bài trên Facebook mà ở uh, bên châu Phi, bên Kenya. Thì mới đầu ông nói rằng là lương thì cao gấp 3 4 lần những lương bình thường của những người chung quanh tôi. Rồi những cái quyền lợi mà tôi có được như là bảo hiểm y tế rồi này kia đó thì nhiều. Cho nên tôi thấy mới đầu ô oh, công việc lý tưởng trời ơi được được vô công ty Facebook làm này kia nha. Nhưng mà sau đó mới biết rằng là ông nói rằng là những đêm tôi về nhà tôi phải đi vô ngủ ngay là tại vì có nhiều hình ảnh ở trên đó mà tôi nhìn vô rồi nó đập vào mắt tôi những hình ảnh tra tấn những hình ảnh sách nhiễu tình dục những hình ảnh cầm súng bắn vào đầu tự tử uh, rồi uh, uh, sách nhiễu tình dục trẻ em lạm dụng tình dục trẻ em này kia nữa quý vị ngồi ở nhà quý vị cầm cái máy của mình lên quý vị lướt Facebook quý vị thấy wow cuộc đời vẫn đẹp sao nhưng mà quý vị không biết rằng những cái bài đã không được đăng lên chính chúng tôi là đã, đã người đã nhìn thấy trước hết đó cho nên đó ông nói rằng là kể cả vợ của tôi ở nhà cũng không biết tôi làm những chuyện gì mỗi ngày chỉ biết rằng là uh, tôi bây giờ là nhân viên của Facebook đó, xong rồi tôi uh, uh, sung sướng với công việc của mình nhưng mà không biết đó là những cái công việc mà mới đầu mình tưởng là mình làm được ruột việc nhưng mà sau đó là những tra tấn thì ngày hôm nay có một cái quỹ mà người ta nói rằng là lên tới gần 2 tỷ đô la để trả cho những cái người mà người ta nói rằng là họ bị tâm uh... lý tâm lý sau khi mà coi qua những cái nội dung của những cái hình ảnh, video, câu chuyện được đăng lên như vậy đó thì có những người người ta chạy trốn chiến tranh từ quê hương của họ. Rồi sau đó họ lại được vô làm trong cái công ty, rồi họ duyệt bài, rồi nhiều khi họ nói trời ơi, có những người họ đăng lên những hình ảnh chiến tranh chết chóc này kia. Thí dụ như là một người Ukraine đang sống ở một nước nào đó, rồi họ làm công việc này bây giờ họ lại duyệt nhìn thấy ở bên Ukraine người ta đăng lên những cái hình là lính nga rồi lính Ukraine đánh nhau rồi bắn giết như vậy đó thì họ thấy wow nó nó bị nó bị uh, chấn động tâm lý Facebook và những công ty mà mướn những người này đó họ không có uh, những cái điều kiện tốt để bảo vệ sức khỏe cho những người này về tâm lý cho nên họ nói rằng là chúng tôi đang gây một cái quỹ bắt công ty Facebook phải trả 2 tỷ đô la để chăm sóc cho những người làm những công việc này không phải là dễ nha quý vị nha mình tưởng rằng là mình vô đó mình duyệt được bài ô oh, cầm cái máy lên rồi mà mình coi trên trên computer của mình tưởng ừ, sướng ha à, mình được coi đầu tiên ha mình được coi đầu tiên phải không ừ. duyệt duyệt <laughs> là bài đó được đăng xóa là bài đó bị xóa ngay đó nhưng mà đâu biết được là có những cái hình ảnh nó rất là ghê hay là khủng khiếp hay là có những cái gì đó mà nó gửi lên trên đó mà những người đó là những người coi đầu tiên hết biết đầu tiên hết cho nên càng ngày nó càng vào sâu vào những cái mạng xã hội đó thì mình thấy là phía sau bức màn nhung nó có những cái câu chuyện mà mà mình thấy rõ ràng là nó cũng ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của mình. giống như giới nghệ sĩ thôi, ở trên màn nhung, ở trên sân khấu thì lắp lánh ánh đèn rất là đẹp, xinh đẹp ha, nhưng mà sau đó thì chúng ta biết là rất là nhiều những cái trong gai mà người ta phải phải bỏ ra, phải chịu đựng, phải chấp nhận. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay cùng với Nguyễn Trường và Lê Thái. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Cà phê sáng ngày mai Cũng hai anh em chúng tôi. Và ngày mai thì tôi sẽ thoa vaseline chống khô môi. Lê Thái thì không để coi hình ảnh nó có bị uh, khác biệt gì <laughs> không nha giờ em chùi Mình không. Quý vị nhớ theo dõi. Dạ vâng, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Sau Cà phê sáng sẽ là Thời sự thế giới cùng với uh, anh chị em của Little Sài Gòn TV bên đó. tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp chuyên và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam chín và 7146577866 Happy Too Easy chuyên bán cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 5311 Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn com Vé về Việt Nam giá rẻ gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 Thảo Hiên và ký giả thanh Quang Anh Thái xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự Thế giới. Hôm nay là thứ năm ngày 29 tháng 6 và xin gửi lời chào bác. Kính chào quý khán giả của Liên Tô Sư Hoàng TV và cô Thảo Hiên. Vâng, thưa quý vị, trước khi bắt đầu phần tin tức thì xin gửi đến quý vị một vài con số liên quan đến thời tiết ở trong ngày và những ngày sắp đến. Thì hôm nay đã bắt đầu là quý vị thấy nhiệt độ tăng nhẹ nhẹ so với những ngày trước đây hôm nay ở Westminster với Garden Road có thể lên đến 75 gần 76 độ thưa quý vị. À, và bắt đầu ngày mai đó thì là cái đợt gió nóng hitway wave từ từ kéo về cho nên là ngày mai là lên khoảng 77 78 để rồi nóng nhất là khoảng thứ 7 với chủ nhật à, có thể là từ 80 cho đến gần 85 độ thưa quý vị. À, và những ngày này đó thì mặc dù là cho thấy gió khoảng đâu gần 10 dặm một giờ nhưng mà gió này là gió nóng đây phải qua đến gần nửa tuần tới đó cái đợt hit wave này nó mới uh, gió nó mới đi thì nhiệt độ mới quay trở về cái mức bình thường và đặc biệt khi mà có hit uh, wave như như vậy đó trời vừa khô mà gió lớn nóng nữa thì bắt đầu sẽ có những cái nguy cơ về cháy rừng cho nên là các giới chức ở tại các khu vực miền nam California họ cũng khuyến cáo mọi người là trong những ngày sắp đến cẩn thận với cái chuyện mà mồi lửa hút thuốc đồ vân vân Thưa quý vị, hiện nay đã thì đã có bốn người tại Florida và một người tại một tiểu bang khác đã bị nhiễm bệnh sốt rét. Đây là các bản tin chi tiết của cơ quan CDC và một lời cảnh báo về mặt an ninh sức khỏe cho chúng ta. Bản tin chi tiết cho biết là bốn người đã mắc bệnh sốt rét tại Florida và một người ở tiểu bang Texas và đánh dấu đây là lần đầu tiên trong 20 năm vừa qua. Bệnh sốt rét do mũi truyền nhiễm và có thể gây ra tử vong đó đã lây truyền trở lại nước Mỹ. Cơ quan phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh của nước Mỹ là CDC nói rằng các trường hợp bệnh sốt rét đã xảy ra tại địa phương, tức là tại Florida, tại Texas. Điều này có nghĩa là không liên quan gì đến việc những người đó đã đi du lịch nước ngoài À, bởi vì người ta lo sợ rằng có thể bị nhiễm bệnh từ bên ngoài rồi mới đem vào Mỹ. Nhưng mà bây giờ thì xảy ra ngay tại địa phương. À, cho nên à, cơ quan CDC đi tới một kết luận rằng sau 20 năm thì cái con muối mà gây ra bệnh sốt rét nó đã bắt đầu um, xuất hiện trở lại. CDC nói rằng sốt rét là một trường hợp khẩn cấp về mặt y tế và cần được điều trị ngay lập tức. Nếu một người nào bị nghi ngờ là bị uh, sốt rét á thì cần phải đi gặp bác sĩ và xin chẩn đoán lập tức và điều trị nhanh chóng trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau khi bị bệnh. Và thưa quý vị, bệnh sốt rét lây truyền như thế nào? Bản tin của CDC nói rằng một người thường mắc bệnh sốt rét là bởi vì do một cái loại muối có tên là Anopheles cắn. Trong khi đó thì tổ chức y tế thế giới cho biết là cái bệnh sốt rét đã biến đã phổ biến nhất ở vùng khí hậu nhiệt đới khiến một nửa dân số toàn thế giới này gặp nguy hiểm. Cơ quan WHO, tức là Y tế Thế giới ước tính rằng có khoảng 247 triệu người đã mắc bệnh sốt rét trên toàn thế giới vào năm 2021 và có gần 700.000 người đã chết vì bệnh sốt rét và phần lớn xảy ra ngay tại khu vực các quốc gia châu Phi. Bệnh sốt rét cũng có thể lây truyền qua đường máu và cũng có thể truyền từ mẹ sang thai nhi trước hoặc là sau khi bà mẹ sinh con à, có một cái điều là bệnh sốt rét không lây nhiễm giữa người với người có nghĩa là khi mà chúng ta ngồi cạnh một người nào đó bị bệnh sốt rét thì chúng ta yên tâm hoàn toàn chúng ta không bị lây nhiễm CDC cho biết là nó cũng không thể lây truyền qua đường tình dục và nếu một người có bệnh sốt rét tiếp xúc với chúng ta đó thì chúng ta không có phải lo gì cả các triệu chứng của bệnh sốt rét là gì đầu tiên nhẹ nhất đó, là đau đầu này sốt này đau các ba bắp thịt và sau đó nặng hơn một chút thì sẽ bị ói mửa tiêu chảy đau bụng mệt mỏi cái nhịp thở của mình nó sẽ rất nhanh và nhịp tim nhanh cũng như là ho và các triệu chứng nghiêm trọng hơn đó, thì bao gồm cái trạng thái cái tinh thần gần như là bị uh, trao đảo và bị suy phổi suy thận có thể dẫn tới hôn mê và tử vong cho nên hiện nay cơ quan CDC nhắc nhở chúng ta rằng các triệu chứng của bệnh sốt rét bắt đầu khoảng từ 10 ngày cho đến 4 tuần sau khi mà một người bị mũi cắn. Phòng ngừa bằng cách nào? Đầu tiên là chúng ta không nên để tất cả những lọ, chai, thùng mà có chứa nước ở chung quanh nhà chúng ta. Cái thứ hai là đi ra ngoài nhà đã thì nên mặc áo dài, dài tay. Và cái thứ ba là nếu được thì thoa những cái loại uh, uh, cream bán ra ngoài um, phạm -si đó có thể hỏi ý kiến bác sĩ là loại nào thích hợp với da của mình để phòng ngừa cái con mối truyền um, bệnh sốt rét và cửa sổ nhà đó thì nên dùng cái loại lưới bởi vì mỗi khi chúng ta đi ra đi vào đó có thể mối nó đi vào và tất cả mọi cái lượng nước mà do một cống rãnh hoặc là động lại trên uh, sân uh, trong nhà đó chúng ta cũng nên cẩn thận bởi vì nó sẽ là cái chỗ để sản sinh ra các loại muối gây bệnh sốt rét. Hiện nay nó mới xuất hiện tại Texas và tại Florida thôi, nhưng mà rất cẩn thận. Cô Thảo Yên có biết là cái thời mà những người nào mà đã từng đi vượt biên vâng. ở các trại tị nạn Pulupidong, Pulugalang vân vân đều có thể hoặc là chính bản thân mình có kinh nghiệm bị sốt rét, wow. hay là chứng kiến người khác bị sốt rét. Yeah chúng tôi ở bên Ga Lăng năm 1985 đích thân đã nhìn thấy bệnh viện đầy các bệnh nhân về sốt rét. Cá nhân tôi cũng phải nằm ở trong nốt 3 ngày kinh khủng lắm bởi vì cái sốt rét mà mà mãn tính đó. Tức là khi mà nó lên cơn đó, mình có cảm tưởng như là nó lúc mà nó lạnh thì nó lạnh ghê lắm mà cái lúc nó nóng nó như là lửa đốt trong lòng. Có nhiều loại thuốc uống nhưng mà một trong những loại thuốc cho tới phút này vẫn phổ biến gọi là Phanxida để chữa bệnh sốt rét um, cấp tính. Nhà thưa quý khán giả xin nhắc lại chúng ta rất cẩn thận bởi vì sau 20 năm thì con muối gây ra bệnh sốt rét đã xuất hiện tại Texas và Florida. Bốn người đã bị uh, sốt rét tại Florida và một người tại Texas. CDC nhắc nhở chúng ta phải rất cẩn thận. Vâng thưa quý vị cũng nhân tiện nói về ở Florida thì các giới chức mà đặc biệt ở tại Panama City Beach của Florida đó khuyến cáo mọi người là chỉ trong khoảng thời gian mới có 9 ngày vừa qua thôi mà đã có 7 người bị thiệt mạng ở ngay tại bờ biển của Florida. À, um, đây là một cái hình ảnh mà phía um, Sheriff ở tại Panama uh, City Beach họ đưa ra. Cái lý do đó là um, khi mà biển đóng cửa đó thưa quý vị, thì uh, giống như Coast Guard um, họ đi nhưng mà đâu thể nào mà là cái 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 giống như là cái bò như vậy lúc nào họ cũng đứng ở một chỗ để mà ngăn cản không cho người ta ra ngoài bơi hay là đi lướt ván thì nhiều khi họ đang ở đây rồi họ đi dọc dọc để họ xem xét thì những cái chỗ mà không có ai canh chừng đó mặc dù là à, đã căn bản là biển đóng cửa không cho xuống bơi nhưng mà có những người đó họ biết bơi và họ bơi giỏi hoặc là họ lướt ván giỏi họ cứ nghĩ là họ sẽ không có sao hết và họ đã à, giống như là bỏ qua những cái lời khuyến cáo đó nhưng mà khi mà mỗi khi mà biển đóng cửa thì các giới chức họ nói là cái lý do bởi vì ở dưới nước xuất hiện cái 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 vấn đề gọi là rip currents và nó rất là nguy hiểm và chúng tôi sẽ quay trở lại gửi đến quý vị phần tin tức mỗi một năm cái việc mà rip currents này đã giết nhiều người hơn là còn bị cá mập cắn chết nữa mà nhiều người họ lại không chú ý kính mời quý vị tiếp tục theo dõi sau phần thông tin thương mại của đài Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866 Happy Too Easy chuyên bán nền con su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889 Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 5311 Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn com Vé về Việt Nam giá rẻ gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 thưa quý vị lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức đó là uh, cơ quan chức năng ở tại Florida gồm nhiều thành phố họ đã phải lên tiếng khuyến cáo vì chỉ trong vòng có 9 ngày của tháng 6 này uh, mà đã có uh, 7 người tất cả đều là khách du lịch đến các bờ biển của Florida chơi nhưng mà lại cố tình phớt lờ về những cái um, cái, cái cái khuyến cáo của những người mà uh, lifeguard hoặc là khi mà bãi biển đã đóng cửa không cho ra bơi hay là đi nước ván thì những người này vẫn bất chấp và sau đó bị cái hiện tượng gọi là rip currents uh, kéo ra ngoài và bị chết đuối thì uh, phía uh, văn phòng cảnh sát trưởng của bay uh, quận B đó cho biết là từ ngày 20 uh, xin lỗi quý vị ngày 15 tới tháng 6 cho đến ngày 24 tới tháng 6 lần lượt có uh, tất cả đều là đàn ông uh, tuổi là từ 47 cho đến 68 tuổi thưa quý vị là trung bình nói trung bình đi là cứ khoảng một ngày là có một người và tất cả đều xảy ra là khi biển đóng cửa không cho ra ngoài nhưng mà um, những người này đó họ lén ra thì cái vấn đề ở đây đây là một cái bức hình mà uh, văn phòng sheriff họ chụp được uh, cho thấy là nếu mà chúng ta đứng ở dưới bãi biển chúng ta nhìn ra đó thì không thấy được cái hiện tượng này nhưng mà nhìn từ ở trên cao xuống thì mới thấy là những cái dòng chảy cái rip currents này nó mạnh như thế nào thì uh, cái rip currents thưa quý vị là nó xảy ra khi mà đa, uh, thường đó là bắt đầu khi mà thủy triều xuống thấp và những cái đợt sóng cao từ hai feet trở lên mà thường cao như vậy đó thì những người mà họ chơi lướt ván họ lại rất thích nhưng mà họ không biết là khi mà có hai cái yếu tố đó nó cộng lại thì sẽ xảy ra cái uh, vấn đề rip currents là có một cái um, à, xin lỗi quý vị um, nó gọi là một cái channel of Fast moving water um, nó chảy song song ở ngay dưới này và khi mà những người chúng ta bơi đó lướt ván một cái thì ở ngay dưới nước đó cái cái dòng chảy này nó sẽ mạnh vô cùng và nó hút chúng ta một cái và nó kéo một cái là đi ra ngoài luôn lúc đó là không có kịp tại thường nó kéo à, họ gọi là kéo Outward đi ra ngoài phía biển, cho nên là bất kể là người đó bơi giỏi như thế nào, nhưng mà cũng không có thể nào mà nhanh với lại mạnh bằng cái lực hút của cái cái, cái dòng chảy này. À, cho nên mà thường lúc đó đó biển đã đóng cửa thì nhiều khi cái người mà lifeguard họ lại không có mặt ở ngay đó, cho nên thường nếu mà bị một mình ở chỗ đó như vậy là cái cái nguy cơ mà bị tử vong là cao vô cùng và bên cạnh đó đó thì uh, phía um, văn phòng sheriff họ cũng nói là họ không hiểu nổi tại sao mà những cái người này cứ uh, uh giống như là phớt lờ khi mà bãi biển đã đóng cửa nghĩa là họ có chăn dây rồi ngay chỗ những cái bãi cát là họ hay cắm những cái uh, cái cờ màu đỏ đó thưa quý vị thì thường thấy là với lại nhìn là không không thấy ai hết thì tại sao vẫn cứ bất chấp như vậy thì đa số uh, các giới chức họ nói uh, có những người may mắn hơn khi được cứu lên đó là họ đều nói là họ một là những cái tay lướt sống chuyên nghiệp hay là những người mà bơi rất là giỏi thì họ nghĩ là họ sẽ không sao hết nhưng mà thường không phải như vậy uh, cái uh, dữ liệu mà um, văn phòng uh, cơ sở y tế của florida họ đưa ra đó là trung bình mỗi một năm ở tại hoa kỳ có khoảng đâu một trăm người hoặc là hơn à, bị thiệt mạng vì những cái trường hợp mà rip currents như thế này. Nếu mà so sánh với đi bơi ở Florida mà bị cá mập tấn công đó là một năm chỉ có khoảng một người ở Hoa Kỳ bị cá mập cắn chết thôi so với cái hiện tượng rip currents. Cho nên các à, giới chức họ khuyến cáo là bây giờ mùa hè nữa là thấy là đa số người ta là đi du lịch ra ngoài các bãi biển thì họ kêu gọi là một khi mà biển đóng cửa thì à, quý vị đừng có mà cố chấp đi ra ngoài như thế này. Thưa quý giả, năm cựu tướng lãnh của Nhà nước Cộng sản Việt Nam và một số sĩ quan cấp tá đã nhận án rất nặng vì cái tội tham ô tài sản trong cái phiên tòa chấm dứt vào ngày hôm nay tính theo giờ địa phương tại quê nhà chúng ta. Phiên tòa này kéo dài tới 3 ngày. Bản tin của Ban Việt Ngữ Đại Arapa cho biết là một cách rất cụ thể những ai bị xử và những ai bị lãnh án. Đầu tiên là cựu trung tướng Nguyễn Văn Sơn là cựu tư lệnh cảnh sát biển của nhà nước cộng sản Việt Nam bị tuyên án 16 năm tù. Cựu trung tướng Hoàng Văn Đồng, cựu chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển thì bị tuyên án 15 năm 6 tháng tù. Cựu thiếu tướng Doãn Bảo Quyết tức là cựu phó chính ủy bị tuyên án 15 năm tù. Phạm Kim Hậu, cựu phó tư lệnh Cựu Tham mưu trưởng 15 năm tù. Bùi Trung Dũng, cựu phó tư lệnh 15 năm tù. Ngoài ra, thì cựu đại tá Nguyễn Văn Hưng bị 10 năm tù, cựu thượng tá Bùi Văn Hòa 12 năm tù. Cáo trạng nêu rõ là vào năm 2019, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển của Cộng sản Việt Nam đã phân bổ 150 tỷ đồng ngân sách nhà nước cho Cục Kỹ thuật để mua sắm vật tư và thiết bị. Cáo trạng nêu rõ có tổng cộng là 24 hợp đồng đã được Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển ký với 16 doanh nghiệp rút ruột tức là lấy tiền của cái hợp đồng đó ra tổng cộng là 50 tỷ đồng Việt Nam. Với số tiền trên thì cái ông Sơn chia cho mình và bốn người khác là Đồng, Hậu, Quyết và Dũng mỗi người 10 tỷ đồng. Trong cái bản tin người đã Arab Bay viết có một cái chi tiết tôi ấy, tôi thấy rất đấy làm ngạc nhiên là tại sao mà sau khi xử phạt tù như vậy rồi và tòa án của Hà Nội nói rằng nếu các bị can bị tù đó sau khi mà được mãn án thì sẽ bị cấm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chỉ huy quản lý trong vòng từ 3 đến 5 năm. Thưa cô Thảo Yên, những cái kẻ mà đã ăn trên xương máu của người dân như thế rồi, rút ruột cái tiền hợp đồng, một cái số tiền khổng lồ như thế, người thì bị 15 năm tù, người thì bị 16 năm, người thì bị 10 năm, mà sau khi mãn án tù và chỉ bị cấm giữ những nhiệm vụ lãnh đạo chỉ huy trong từ 3 tới 5 năm thôi thì đó chỉ có nước gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nó mới có một cái luật quái đản như thế. Ở bên Mỹ này một người nào mà đã bị án tù dù là thời gian ngắn, 1 năm 2 năm đó, cái lý lịch nó sẽ theo đuổi suốt đời và chưa chắc đã có thể xin được việc làm nếu mà không chứng tỏ được rằng mình hoàn toàn đã làm con người khác đã có hối cải. Thành thử là không trách được À, cái um, sự quản trị của một đất nước hiện nay nó um, như thế cho nên có nhiều người quan sát từ bên ngoài đó thì nhận thấy rằng đó là cái uh, sản phẩm hay là cái hậu quả của những chế độ độc tài bao che lẫn nhau những kẻ mà đi tù gần hai chục năm trời mà sau đó mà, nếu mà mai sau này mà lại lên làm chức vụ lãnh đạo hoặc chỉ huy mà chế độ nó vẫn còn thì đất nước quả tình là không khá được và thưa quý vị vào đầu tháng 7 này thì sẽ có một loạt những cái đạo luật của tiểu bang California à, đã được ông thống đốc Gavin Newsom ký vào năm ngoái đó thì sẽ à, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tới tháng 7 thì trong đó có nhiều có một số những cái hiệu luật thì nó có thể ảnh hưởng đến quý vị nào đang sống ở California cho nên là chúng tôi xin được lượt sơ qua để cho đưa đến quý vị những các chi tiết chẳng hạn như đầu tiên sẽ là cái đạo luật gọi là SB 731. Cái đạo luật này đó thì cho phép là gần như những người nào mà từng có hồ sơ phạm tội, à, ví dụ cái criminal history mà trong đó từng phạm một cái tội chẳng hạn như là đi ăn cướp. À, nhưng mà trong vòng 4 năm vừa qua, người này thứ nhất là nếu như mà bị án tù đã ở tù xong hết rồi hay là bị probation hay là giống như là cần phải đóng tiền phạt đã hoàn tất xong những cái điều khoản đó và trong vòng 4 năm vừa qua không hề phạm lại cái tội này nữa thì kể từ ngày 1 tới tháng 7 cái um, cái tiền án của người này đó sẽ chính thức được siêu lại nghĩa là người này khi mà bây giờ đi nộp resume xin việc ở bất kể các công ty nào không cần phải liệt kê ra là đã từng có uh, tiền án tiền sự thưa quý vị uh, ngoại trừ là nếu mà xin vào cho những cái cơ quan liên bang của chính phủ thì là phải liệt kê ra còn với tất cả công ty tư nhân ở ngoài người này bây giờ không cần phải khai ra nữa và còn có những cái luật nào sẽ chính thức uh, có hiệu lực thì chúng tôi sẽ quay trở lại gửi đến quý vị uh, các tin tức chi tiết hơn uh, sau phần quảng cáo thông tin mạng của đài Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chuyên và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy to easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đậu lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 5311 Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn com Vé về Việt Nam giá rẻ gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 Vâng thưa quý vị à, lúc nãy trước phần quảng cáo thì à, chúng tôi đang gửi đến đó là hai ngày nữa à, vào ngày 1 tới tháng 7 này thì ở tại California sẽ có một loạt các dự luật chính thức à, có hiệu lực à, chẳng hạn như là cái đạo luật gọi là SB 731 thưa quý vị. thì à, như như lúc nãy chúng tôi nói đó là à, ngoại trừ những cái à, tội phạm như họ gọi là sex crimes thì có thể là à, cưỡng hiếp hay là à, tấn công tình dục thì những cái tội này đó sẽ không được tự động siêu tự động siêu đây nghĩa là vào ngày 1 tới tháng 7 là cái criminal history của những người này đó là sẽ siêu lại một cái, cái 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 lý do mà để cho ra cái đạo luật này là giúp đỡ cho những người mà từng phạm tội nhưng mà giống như chỉ có một lần đó thôi và sau một thời gian dài họ đã không có phạm thêm bất kỳ tội gì khác nữa, có thể quay trở lại với xã hội và có thể đi xin được việc. Tại vì à, từ trước đến giờ đó những cái tội chẳng hạn như là ăn cướp hay là à, ăn cắp rồi, nhiều khi đi xin việc làm đó là phải kể ra khai trên giấy tờ thì nó sẽ khiến cho những người này không được các công ty mướn và nó khiến cho họ đời sống gặp khó khăn rồi ra gánh nặng cho xã hội vân vân. Thì uh, với cái đạo luật uh, với cái đạo luật này đó thì uh, một người mà có cái uh, tiền án như vậy rồi không cần phải trả thêm bất kỳ cái khoản chi phí nào hết. Uh, không cần phải đi ra tòa là xin giấy gì hết tự động là nó siêu thôi quý vị chỉ có những cái tội liên quan đến sex crimes là sẽ không được siêu mà thôi à, hoặc là à, những cái người mà giống như là trong vòng mấy tháng vừa rồi đó vừa mới chính thức bị tuyên án cho một cái, cái, cái tội gì đó thì bây giờ sẽ chờ giống như là thụ án hay là à, đóng tiền nói chung là sẽ trải qua hết những cái điều khoản mà à, bị à, cần thiết phải có rồi sau đó những người này thì sẽ nộp đơn xin tòa và tòa sẽ siêu lại record của những người này à, và sau đó thì còn có một loạt những cái luật khác nữa thưa quý vị chẳng hạn như là đạo luật AB 2011 à, cho phép à, xây dựng các dự án affordable housing hay là multi-family housing developments trên những cái à, cái cái property cái đất trước đây là chẳng hạn như chỉ có à, để những cái văn phòng hay là cái retail hoặc là những cái um bãi đậu xe đó tại vì những cái property này từ trước đến giờ thì chỉ cho phép xây như vậy thôi không cho lên tầng cao hơn thì bây giờ với AB 201 thì tất cả những cái property này nếu mà giống như những cái công ty đầu tư nào họ mua lại thì họ có quyền xây thêm lên apartment vân vân à, để cho à, bán hoặc là cho thuê để nhằm giảm cái chuyện mà thiếu hụt nhà ở cho các cư dân ở tại California à, chẳng hạn như là SB 6 thì nó đi kèm với AB2011 đó là củng cố thêm các phúc lợi về y tế và tăng lương cho những người họ gọi là construction contractors hoặc là cái đạo luật gọi là SB301 cái đạo luật này đó là giống như là đưa thêm những cái luật lệ mà nó minh bạch hơn cho những cái người mà bán hàng online tại vì trong thời gian qua thì quý vị cũng thấy là bắt đầu có cái hiện tượng là khi chúng ta mua hàng ở trên mạng đó rồi những cái gói hàng uh, ship về nhà chưa kịp lấy thì đã bị những cái kẻ mạnh đi vòng, vòng vòng ngoài đường trước cửa nhà chúng ta ăn cắp hết những cái gói hàng đó rồi sau đó chúng đem về nhà bắt đầu bán online thì trước giờ không có cái luật lệ gì hết. À, thì thì bây giờ một lượng lớn rồi chưa kể những cái vụ mà à, những người mà họ đi vào các trung tâm thương mại, các mo rồi những cái um, cái cửa tiệm mà luxury đập bể cửa kiến lấy những cái bóp rồi uh, mấy ngàn đô rồi uh, nữ trang vân vân rồi chúng cũng đem ra chúng bán online mà chẳng hạn như là amazon hoặc là ebay thì bây giờ với cái đạo luật này đó yêu cầu các uh, các online platforms là chẳng hạn như là eBay với Amazon bắt buộc những cái người mà list những cái món hàng đắt tiền, họ gọi là high volume uh, items là phải trước khi mà list được đó thì phải cung cấp cho eBay hoặc Amazon. Thứ nhất là um, bank accounts, thứ hai là uh, tên tuổi, thông tin liên lạc và Kể cả physical address nữa Thì mới được đăng bán những cái món hàng đó Để ví dụ như là Nhiều người báo Ồ oh, tôi thấy hình như cái đó là món hàng của tôi vân vân Thì uh, các giới chức Cảnh sát rồi đó là họ có liền Cái thông tin của cái kẻ mà đăng đó Thì họ đến họ bắt lẹ hơn Và còn uh, chẳng hạn như Một số những cái đạo luật uh, Đặc biệt là AB 1594 Thưa quý vị Đó là uh, Các um, các công ty sản xuất súng, uh, súng hoặc là những cái cửa tiệm mà bán súng đạn đó bây giờ họ cần phải lập ra một cái hệ thống giám sát uh, nghiêm ngặt hơn chẳng hạn như là uh, những cái người mà uh, nộp đơn xin mua súng đạn đó thì bây giờ uh, những cái 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 chỗ mà bán súng phải làm một cái background check uh, kỹ càng hơn à, nếu như những người này đã có red flag rồi trong cái hệ thống của tiểu bang thì nhất định là không bán cho họ hoặc là à, những cái người mà tinh thần có vấn đề thì cũng không được bán và đặc biệt là những cái công ty sản xuất súng nè các công ty quảng cáo và những cái công ty mà export và import đó không được chào bán những cái loại súng mà có sức sát thương mạnh nữa chẳng hạn như là những cái cây súng trường Rifle à, thì và đặc biệt cái đạo luật này cũng sẽ cho phép gia đình của các nạn nhân nào mà bị thiệt mạng về súng đạn hay là nạn nhân của những cái vụ xả súng hàng loạt đó bây giờ có thể kiện những cái công ty sản xuất súng và những cái công ty mà bán súng từ trước đến giờ chúng ta thấy là những cái vụ xả súng xảy ra đó là những cái công ty mà sản xuất súng đã được bảo vệ bởi luật của liên bang là không có kiện được họ nhưng bây giờ riêng ở tại tiểu bang California thì có thể kiện. Thưa giả, bao nhiêu người đã bị thiệt mạng trong đường tìm tới một cái vùng đất mới khi mà băng qua khu vực địa trung hải? Đây là bản tin của Tổ chức Di dân Quốc tế tức là IOL trực thuộc Liên Hiệp Quốc. Gần 2.000 người di dân đã thiệt mạng khi băng qua địa trung hải tính từ đầu năm cho tới bây giờ, tức là chỉ mới có 6 tháng thôi. À, Tổ chức Di dân Quốc tế đã cập nhật số người uh, di dân thiệt mạng khi mà những người này cố gắng đến Âu Châu bằng đường biển trong năm nay. Và dưới đây là một số những lý do khiến năm nay trở nên một năm chết chóc nhiều đến như thế. Theo dữ liệu của IOM, ít nhất là một gần 2.000 người di dân đã chết trong khoảng thời gian từ ngày mùng 1 Tây tháng Giêng năm nay cho đến ngày 26 Tây tháng 6 năm nay, tức là cách đây 3 ngày. Hầu hết là họ bị chết đuối. Trong cùng một cái thời gian như thế của năm ngoái đó, thì cái số người bị chết ngoài biển là 1.400 người. Năm nay, nửa, nửa, năm thôi, cái số người chết đã lên tới 2.000. những con số này bao gồm những người chết trong ba cái đường chính xuyên địa trung hải ờ, cái đường thứ hai là xuyên qua đại tây dương và họ đi từ các nước tây phi một thảm kịch to lớn là cái vụ lật thuyền đánh cá tên là adriana cách đây 2 tuần lễ ở vùng biển ngoài khơi bờ biển của hy lạp con tàu đánh cá này rời khỏi Libya với nhiều trăm người ở trên và nó bị lật úp ở ngoài khơi đã khiến cho cái số người bị chết theo con số chính thức của IOM là 596 người. Đặc biệt nước Ý đã chứng kiến một cái sự gia tăng rất đáng kể về số lượng người di dân muốn vào Ý sinh sống. Hơn 60.000 người cho đến giờ phút này tính từ đầu năm cho tới giờ so với chỉ có 27.000 người vào thời điểm này năm ngoái thôi. Cơ quan AOL ước tính rằng tổng lượng người di cư bằng đường biển đến Đề Trung Hải để sau từ đó họ có thể tỏa ra xin tị nạn tại các nước Âu Châu đó là hơn 82.000 người trong 6 tháng vừa qua. Và đây là một trong những cái điều rất đáng lo ngại à, cho các quốc gia Âu Châu không thể nào từ chối người di dân được. Nhưng mà dựa chính tiêu chuẩn để cho những người di dân nó được nhập vào quốc gia của mình với tính cách là tin nạn đó, thì chắc chắn là sẽ có những người bị từ chối và hiện nay thì cái số người mà dùng đường biển để tiếp tục qua con đường Địa Trung Hải vào các quốc gia Âu Châu ngày càng nhiều. À, chúng tôi sẽ trở lại với chương trình Thời sự Thế giới sau ít phút thông tin thương mại. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. Happy Too Easy Chuy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng on you can eat Nature Medical Fulgolan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website cá nướng da giòn.com. Vé về Việt Nam giá rẻ gọi ngay Mango Tours 8664359746. cảm ơn quý vị đang theo dõi phần cuối của chương trình và thưa quý vị mới vào sáng ngày hôm nay ở tại một phi trường ở bangkok thái lan xảy ra một cái tai nạn đó là có một người phụ nữ bị kẹt chân vào trong cái cái này họ gọi là cái walk away nhìn nó giống như là cái cái escalator nhưng mà thật ra không phải thưa quý vị mà nó giống như thế này nè nghĩa là bên này thì chúng ta có thể đi bộ nhưng mà cho những ai mà kéo đồ nặng đó thì họ có thể sử dụng cái walk away này họ đứng đây rồi nó, nó tự đưa cho họ đi luôn nó nó, tự mưu giống y như cái escalator vâng, vậy. vậy đó dạ vâng thì không biết dịch ra như thế nào đó à, thì người phụ nữ này đó bà đi vào cái terminal số 2 ở phi trường ở Bangkok à bà 57 tuổi, à, tên tuổi thì không có được à, báo chí tiết lộ. Thì lúc đó đó theo như à, bây giờ camera của phi trường quay lại đó là bà có đeo một cái túi to ở trên vai và kéo theo một cái vali. Thì bà đi vào cái walkway này bà đứng thì nhưng mà không hiểu vì sao đó, à, bà vấp cái vali của mình và cái chân bị kẹt vào ở bên trong luôn, quý vị thấy cái khe của mỗi một cái đường như thế này nè thì không hiểu sao mà cái chân của bà từ cái đầu gối trở xuống đó là nó bị kẹt dính ở bên dưới luôn, không có nhấc ra được, và thế là phi trường họ phải gọi xe cấp cứu đến, thì các nhân viên cấp cứu họ mất nhiều tiếng đồng hồ Nói chung là họ phải tắt cái hệ thống walk quay này Rồi họ dùng mọi cách Để mà họ kéo cái chân của bà lên Nhưng mà vẫn không có được Thì đến cuối cùng bây giờ họ đành phải Cưa luôn cái chân của người phụ nữ này Cưa luôn đó Vâng Ừ. Nà, nói chung là phải cưa từ cái khúc mà bị kẹt là từ đầu gối đó cưa phía trên này luôn thì mới đưa bà ra bệnh viện được thì bà, báo chí họ nói là à, có một cái đoạn video nhưng mà chúng tôi không có đưa được là thấy rõ ràng là người phụ nữ này nằm ở trên cái cái băng ca đó rồi một người nhân viên y tế cầm một cái khúc chân đi theo bà để mà đưa vào trong bệnh viện thì bây giờ báo chí cho biết là à, cái bệnh viện đầu tiên bà đến đó họ không họ nói rằng họ không có cách nào mà à, ráp lại cái chân đó coi như là bà phải bị tàn tật vĩnh viễn sau đó đó thì họ chuyển bà ra một cái bệnh viện khác nữa thì bây giờ cái bệnh viện đó nói là có thể là họ sẽ nối được cái chân lại cho người phụ nữ này thì à, sau đó đó phi trường này họ mới à, chắc à, cái cái người thỉnh sinh họ mới đi xuống dưới thì họ tìm được cái bánh xe của cái vali bị kẹt nghiến ở bên dưới thì bây giờ cũng không biết được là có phải là tại vì cái vali này hay không nhưng mà không hiểu làm sao mà nguyên một cái chân mà có thể kẹt vào trong cái 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 đường như thế này mà rồi không có mở được cái đường đó ra thì phía phi trường họ nói cái hệ thống walkaway này họ đặt mua của hãng Hitachi của Nhật từ năm 1992 từ đó đến giờ không hề bị hư hỏng gì cả thì cái cái chuyện này là một cái tai nạn không mong muốn nhưng mà tai nạn ở tại các shopping mall và liên quan đến escalator thì vẫn xảy ra mỗi ngày cho nên là các giới chức vẫn khuyến cáo mọi người cẩn thận. thì quý vị nếu mà nhìn xem tấm hình này đó xin cô cho quay lại cái tấm hình đó. Vâng. chúng ta để ý một cái chi tiết là cái lúc mà cái cái thang thang mà nó 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 làm cho người ta di, di chuyển được ở trên uh, như vậy đó nó không người đàn bà này không bị tai nạn ở giữa vâng. cái thang mình ở cái đoạn cuối vâng. à, cô thấy có thấy cái chỗ này là cái chỗ mà cái thang, cái, cái, cái 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 mà thang cuốn đó vâng. nó cuốn xuống dưới vâng. và từ cái vạch vàng đó cho tới cái ví là cái chỗ người ta nhấc chân lên người ta bước ra. Được. Thành thử đi cái thang này nó có một cái một cái cách là chúng ta đi lên hoặc là đi đi, đi đường phẳng cũng vậy nữa. Cái lúc cuối cùng chúng ta phải để ý cái vạch vàng đó là cái lúc chúng ta nhấc chân để chúng ta bước qua. Còn nếu vì lý do nào mà chúng ta giữ nguyên cái chân mình đó, đây là một cái tai nạn hiếm hoi lắm. Nhưng mà nó cho thấy rằng đây là cái đoạn rất nguy hiểm. Bởi vì nó có thể cuốn người ta xuống, Được. người ta bấp xuống. À, cầu mong cho người phụ nữ này sẽ được uh, ráp lại cái chân nhưng mà đây là một cái sự uh, nhắc nhở cho chúng ta phải cẩn thận à, thưa quý vị liên quan đến cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thì uh, bây giờ thì ông lại nói ngược lại tất cả những điều gì ông nói cách đây mấy ngày à, chúng ta biết là um, uh, cơ quan uh, điều tra về cái vụ uh, uh, hồ sơ mật được chứa tại mạng Alago đó họ đã có một cái đoạn băng nghiêm trong đó ông Donald Trump nói với một số người tại cái sân đánh golf Bedminster ở từ bang New Jersey là ông có giữ một cái tài liệu mật ở trên tay, ông cầm tờ giấy ông phải phẩy phải thế này này. À, người ta nghe được cái tiếng giấy nữa nữa. Ông bảo đây là một cái tài liệu mật mà quân đội đã soạn ra nộp cho ông xem về một cái ý định là muốn tấn công Iran. Thế đây là một cái bằng chứng mà người ta gọi là smoking gun để có thể truy tố ông Trump vì cái tội giữ tài liệu mật mà không còn nhiệm vụ nữa và đưa cho những người xem tài liệu mật mà những người đó không phải là những người đã có được cái sự uh, gọi là thanh thỏa về hồ sơ an ninh. Thì uh, thưa quý vị, uh, ngày hôm thứ hai vừa rồi đó, thì ông Trâm nói rằng là thực sự ra đó chỉ là một cái đoạn ghi âm mà nó không có chính xác thôi. Nhưng mà bây giờ thì ông nó ngược lại hoàn toàn. Ông bảo là những cái điều mà ông nói đó thực sự ra nó chỉ là hành vi để thể hiện sự táo bạo nhằm gây ấn tượng hoặc là đe dọa thôi. Cái bản tin tiếng Anh đó là I would say it was bravado. If you want to know the truth, it was bravado. Chúng tôi đi tra cái chữ bravado đó thì bản tin tiếng Anh họ nói rằng bravado là một hành vi của một người chỉ nói cho nó sướng, nói một cách táo bạo nói một cách gọi là nó nói nói phóng đại lên đấy để gây ấn tượng cho người khác hoặc là có tính cách đe dọa một người nào đó thôi đó là bravado thì bây giờ ông trump ông nói ối cái chuyện tài liệu mà ta không có mà đấy chỉ là một cái bravado thôi thì thưa quý vị khi mà trên chuyến máy bay trong đó có phóng viên safafor của đài abc news ông nói như thế này ông đã nói và chỉ cầm tờ giấy để nói về những tờ giấy đó nhưng không phải là tài liệu lâu không có bất kỳ tài liệu nào cả à, qua những lời tuyên bố này của ông trump thì những người mà quan sát chính trị của nước mỹ họ nói rằng ông trump bắt đầu sợ bởi vì chuyện đó không có đùa được à, khi mà ông trump không còn làm tổng thống tức là ông không có được quyền declassify một hồ sơ mật nào hết mà nếu quả tình bên phía công tố viên chuck smith đã có được bản ghi âm đó và họ trình bày trước bồi thẩm đoàn thì nếu mà họ đi tới một cái kết luận là cần phải truy tố thì ông Trump sẽ phải trả lời trước tòa án là những cái hồ sơ mật mà ông để tại mặt Alago ra sao ông đã cho những ai nghe điều đó nhất là những người không muốn được thanh thỏa về hồ sơ an ninh và thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng kết thúc phần tin tức của ngày thứ năm ngày hôm nay. Thảo Yên và ký giả Đinh Quang Thái xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi mà quý vị đã dành cho chương trình. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Kính chào tạm biệt quý khán giả và cô Thảo Yên.